Giúp người chắc chắn là giúp mình Phải hiểu cái đạo lý này Câu thứ ba nói là Bỗng lộc và địa vị cao quý Dễ dàng hãy giữ lòng khiêm tốn thì sẽ phú quý Câu phía trước là nói phú Câu thứ ba là quý Làm thế nào để có thể giữ được phú quý của bạn Quý nghĩa là bạn ở trong xã hội có địa chỉ Làm quan lớn Bạn phải lên dùng Thái độ khiêm tốn, khiêm hạ Không dám ở trên người Đạo lý này, các bạn tỉ mỉ mà quan sát. Quan sát người xưa, đọc lịch sử, đọc truyện ký của người xưa. Hiện tại trong xã hội này, bạn cũng có thể tỉ mỉ quan sát. Người ở vị trí cao, họ có thể khiêm tốn đối đãi với người thì địa vị của họ sẽ không chỉ mãi như hiện tại Mà vẫn sẽ hướng lên trên Nếu như họ thành khí lấn người Ngạo mạn đối với người Địa vị của họ sẽ không giữ được lâu Phước báo đó của họ rất nhanh liền sẽ hưởng hết chúng ta đều sẽ thấy được rất rõ ràng tổng thống singapore tôi đã gặp qua buổi tối hôm qua các vị đã thấy tiên sinh nathan là tổng thống được tuyển cử người được bầu chọn chỉ có một người ông đương nhiên được đắc cử đạt được xã hội đại chúng yêu mến Bạn xem con người ông thật là khiêm tốn Đối đãi với mỗi một người đều thật là khách sáo Một chút trịch thượng cũng không có Ông có thể giữ được phú quý của ông Lễ kính người tự khi mình mà tôn người Chúng ta phải nên học Thích Ca Mâu Ni Phật Đối với bất kỳ người nào Cũng đều bình đẳng cung kính Đối với đế Dương Đối với người ăn xin Một mực bình đẳng Chắc chắn không có tâm phân biệt Đây là Phật Bồ Tát Chúng ta phải học tập Tâm cung kính này xuất phát từ tâm trí thành, chân thành Không phải hư ngụy Không phải giả bộ Giả bộ thì vừa nhìn là biết ngay Hư ngụy sáo rỗng Vừa nhìn thì thấy rồi Không có sự chân thành Dân đông quân mạnh Hãy giữ lòng kiên sợ Thì sẽ thường chiến thắng đạo lý này chúng ta phải hiểu người bình dân chúng ta câu nói này bạn phải có ý nghĩa mở rộng hoặc giả là tài năng của chúng ta hơn người kỹ năng của chúng ta hơn người sự học của chúng ta hơn người chỉ cần có một thứ này siêu dược hơn người khác thì đều là thắng thắng dược hơn thắng thì rất dễ dàng kiêu ngạo đáng được kiêu ngạo đáng sợ là mặt trái của kiêu ngạo cho nên thường phải ôm lấy cái tâm lo sợ cái tâm không bằng người cho nên nhân gian có câu trên người còn có người trên trời vẫn còn có trời có cái gì đáng để kiêu ngạo chứ thật có thể nắm chắc thắng dược hơn người hay không chúng ta phải suy xét cho nhiều chúng ta dù có tài năng bao nhiêu đi nữa nếu như so sánh với chư phật như lai so sánh với chư bồ tát thì còn kém quá xa đừng nói so với các ngài mà so với tiểu thừa tu đà hoàng cũng không thể so sánh nổi vậy thì có cái gì có thể hơn người khác chứ không nên khinh mạng một chúng sanh nào trong hết thầy chúng sanh có thể có chư phật bồ tát hóa thân ở trong đó những sự việc này thường hay có thường hay tồn tại chúng ta xem thấy trong sách xưa phật bồ tát ứng hóa đến thế gian lẽ nào vào thời xưa phật bồ tát đến ứng hóa hiện tại phật bồ tát thì lại không đến hay sao từ trên lý luận mà nói chúng sanh càng có tai nạn phật bồ tát sẽ đến càng nhiều các ngài đến cứu khổ cứu nạn Các ngài thị hiện là thân phận Người bình thường Bạn không thể nhận ra Các ngài cũng sẽ không nói với bạn Người chân thật học Phật Có thể thấy ra được Trong lòng sẽ biết được Làm sao có thể nhận ra được tư tưởng kiến giải lời nói việc làm của họ Giống như Bồ Tát Kinh điển chính là tiêu chuẩn để đối chiếu Họ rất giống Bồ Tát Mọi thứ đều tương ưng với giáo huấn của kinh điển Vì họ không phải là Bồ Tát Thì ai là Bồ Tát chứ chúng ta chính mình phải chuyển phàm thành thánh phải từ ngay chỗ này mà học tập tôi thường hay khuyên các đồng tu hãy xả bỏ thành kiến của chính mình xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình tùy thuận giáo huấn của phật bồ tát Nghe theo giáo huấn của Phật Bồ Tát Chúng ta chăm chỉ nỗ lực Mà học tập Đây gọi là học Phật học Bồ Tát Nếu quả nhiên tương ưng Thì chính mình bất tri bất giác Liền chuyển phạm thành thánh Cho nên không nên cho rằng thế gian này quá loạn tai nạn quá nhiều nói không chừng chính vào cái thời tiết nhân duyên này chư phật bồ tát đều đến thế gian này để cứu khổ cứu nạn cho nên phải thường giữ cái tâm lo sợ trong liễu phạm tứ hướng Liễu phạm cũng dạy con trai của ông Đặc biệt xem trọng tâm kính sợ